Chúng ta đều biết rằng chế độ ăn uống ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của chúng ta. Nhưng bạn có biết không, một số loại thực phẩm bạn yêu thích có thể không tốt cho gan như bạn nghĩ. Hãy cùng Dược sĩ Ngọc khám phá 5 thực phẩm phổ biến có thể làm tăng men gan trong video hôm nay. Gan là một trong những cơ quan quan trọng nhất trong cơ thể, đóng vai trò lọc chất độc và xử lý chất dinh dưỡng. Men gan tăng có thể là dấu hiệu của tình trạng gan không khỏe mạnh. Vậy thực phẩm nào nên tránh? Không bất ngờ khi đồ uống có cồn nằm trong danh sách. Tiêu thụ quá mức có thể gây tổn thương gan và làm tăng men gan. Hãy cân nhắc giảm số lượng tiêu thụ để bảo vệ gan của bạn. Thực phẩm chiên và chứa nhiều dầu mỡ có thể ngon miệng, nhưng chúng tăng gánh nặng cho gan, dẫn đến tình trạng gan nhiễm mỡ. Hãy thử thay thế bằng lựa chọn lành mạnh hơn như thực phẩm hấp hay nướng. Đường không chỉ có hại cho vòng eo của bạn mà còn có thể gây ra gan nhiễm mỡ không do rượu, dẫn đến tăng men gan. Hãy cố gắng hạn chế lượng đường hấp thụ hàng ngày. Sữa toàn phần và các sản phẩm từ sữa chứa nhiều chất béo bão hòa có thể tăng nguy cơ gan nhiễm mỡ. Hãy cân nhắc sử dụng các lựa chọn ít chất béo hoặc thực phẩm thay thế từ sữa không động vật. Việc hiểu rõ về ảnh hưởng của thực phẩm đối với gan là bước đầu tiên để chăm sóc tốt cho sức khỏe của bạn. Thay đổi nhỏ trong chế độ ăn uống có thể mang lại lợi ích lớn cho gan. Hãy bắt đầu từ hôm nay và chọn lựa thực phẩm tốt cho sức khỏe của bạn và của gan. Chúc mừng bạn đã xem hết video cùng với Dược sĩ Ngọc. Để không bỏ lỡ những video tiếp theo, hãy bấm vào nút đăng ký hình tròn ở giữa màn hình hoặc có thể xem những video tiếp theo ở bên tay trái và bên tay phải. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.